Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ Năm ngày 3 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Những cánh đồng từng ngập nước do thiên tai nay đã khôi phục sản xuất, nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm rau màu, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Các đơn vị ngành than đầu tư đồng bộ hạ tầng, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác Đảng 9 tháng triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2024. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. 9 tháng năm 2024, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu được tăng cường. Kỷ luật kỷ cương, tác phong lề lối làm việc tiếp tục được chấn chỉnh và siết chặt. Nội bộ đoàn kết thống nhất, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực. Uy tín hình ảnh của lực lượng công an Quảng Ninh luôn được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt đã có nhiều tập thể cá nhân dũng cảm mưu trí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ứng phó, cứu nạn cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương đánh giá cao những thành tích kết quả đã đạt được của Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kịch bản phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến biên giới, tuyến biển để kịp thời lãnh đạo triển khai các giải pháp, đối sách ứng phó, xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng tiêu cực, đi đôi với củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, phòng chống cháy nổ hiệu quả. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự hội nghị Công an tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3. Trước, trong và sau cơn bão số 3, Công an tỉnh đã chủ động khẩn trương quyết liệt chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó khắc phục mưa bão, triển khai tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm kịp thời thống nhất xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong tình hình thiên tai bão lũ rất cấp bách, khó khăn, gây hậu quả nghiêm trọng, với tinh thần dũng cảm hy sinh quên mình vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ công an các cấp đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó trên tinh thần tính mạng con người là trên hết, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt được lực lượng công an hưởng ứng mạnh mẽ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá những ưu nhược điểm, nguyên nhân phương hướng trong việc tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác đánh giá dự báo tình hình, thông tin tuyên truyền, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực chủ động sát cánh cùng cả hệ thống chính trị của lực lượng công an tỉnh trong ứng phó với bão số 3. Từ công tác tuyên truyền vận động giúp nhân dân phòng ngừa trước bão đến việc phối hợp với các lực lượng chống chọi khắc phục sức tàn phá trong cơn bão và dốc toàn lực khắc phục hạn chế hậu quả sau bão. Đồng chí nhấn mạnh, việc khắc phục tái thiết lại nền kinh tế tỉnh Quảng Ninh sau bão là việc làm vô cùng khó khăn và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an tiếp tục duy trì, đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo công an các cấp, hỗ trợ người dân doanh nghiệp vực dậy sau bão,
góp phần vào sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Tại hội nghị, Công an tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm việc với Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Dự làm việc có các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có 15 chi bộ trực thuộc với 232 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Sở luôn kịp thời ban hành và triển khai các kế hoạch, nghị quyết, chương trình hành động để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm. Từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2024, đã kết nạp được 48 đảng viên, đạt 117% so với chỉ tiêu đề ra. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cán bộ công chức viên chức lao động trong toàn đảng bộ. Các chương trình kiểm tra giám sát đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi đảng viên và tổ chức đảng trong tình hình mới. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở ra soát đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực gắn với quy mô dân số cân bằng giới tính, chênh lệch mức sống để tham mưu tỉnh, xây dựng các chính sách phát triển hợp lý. Triển khai toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Triển khai hiệu quả hướng dẫn số 05 ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khung tiêu chí xây dựng, thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt trong đảng bộ tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ các đơn vị sự nghiệp công, thực hiện đặt hàng tại các đơn vị đủ điều kiện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và doanh nghiệp. Thực hiện quy định của Trung ương về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ sở, sáng nay đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự sinh hoạt chi bộ thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Chi bộ thôn Bình Sơn Đông, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều có 49 đảng viên. Trong tháng 9 năm 2024, chi bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thôn, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân ổn định, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu dân cư, thực hiện tốt công tác phòng chống bão số 3 Iagi, kịp thời tổ chức thăm hỏi nhân dân ngay sau khi cơn bão đi qua, tổ chức thu dọn cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông hoạt động trở lại sau bão, thực hiện công tác rà soát thống kê sau bão, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã tham gia thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào việc tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, rà soát thống kê thiệt hại sau bão, đảm bảo đúng quy định, tiến độ, thời gian kế hoạch đặt ra, chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa và tổ chức sản xuất cây vụ đông. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá chi bộ thôn Bình Sơn Đông đã làm tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, tư tưởng chính trị đảng viên được giữ vững, chất lượng ý kiến tham gia đã bám sát với thực tiễn, đời sống văn hóa tinh thần, những nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn tiếp tục phát huy đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chi bộ. Trong đó, bên cạnh việc chuẩn bị báo cáo, triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và địa phương, cũng cần phải làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở cơ sở, chú trọng về chất lượng. Trong nhiệm vụ phát triển thị xã Đông Triều thành thành phố Đông Triều, đồng chí đề nghị chi bộ xây dựng phương hướng thực hiện các nhiệm vụ phát triển đô thị văn minh hiện đại. Trước mắt, chi bộ tiếp tục phát huy vai trò vận động đảng viên và nhân dân chung tay nỗ lực khắc phục những hậu quả thiệt hại sau bão số 3, cùng với đảng bộ, chính quyền, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh tái thiết lại nền kinh tế ổn định, phát triển. Sáng nay, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10 tại chi bộ thôn 5, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên. Chi bộ thôn 5, xã Hoàng Tân hiện có 11 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10. Đồng thời tập trung tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay và thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện đề nghị chi bộ tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, quan tâm công tác phát triển đảng viên. Cùng với đó, quan tâm đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sát với tình hình thực tế của thôn, đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Chi bộ cần tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên để lan tỏa thực hiện các phong trào công việc của thôn, chuẩn bị kỹ cho việc chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị. Sáng nay, đồng chí Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 10 năm 2024 tại chi bộ Thanh tra Tư pháp huyện Hải Hà. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm vụ công tác tháng 9, dự thảo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới. Các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, bổ sung vào dự thảo báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Điệp Văn Chiến đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ Thanh tra Tư pháp, đồng thời đề nghị chi bộ thực hiện sơ kết đánh giá lại chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong 9 tháng năm 2024, từ đó đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ quý tư, rà soát lại các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ và năm 2024, chuẩn bị kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 theo hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Bùi Thúy Phượng dự sinh hoạt chi bộ thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ. Trong 9 tháng, chi bộ đã nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển Đảng, tập trung công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã phổ biến quán triệt định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10 theo đúng quy định. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Bùi Thúy Phượng đề nghị chi bộ thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2027, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn gắn với đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới theo mô hình dân tin đảng cử. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án xây dựng mới trường trung học cơ sở trọng điểm, dự án đường nối từ tỉnh lộ 342 đến quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương và dự án hạ tầng kỹ thuật tạo cảnh quan trên mặt tuyến mương phố Hải Thịnh, phường Hồng Hải. Đây là các dự án trọng điểm được lựa chọn để gắn biển chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi làm 3 ca tập trung đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiểm tra giám sát đảm bảo cả về tiến độ chất lượng công trình. Các nhà thầu thực hiện cam kết tiến độ với thành phố, nếu vi phạm hợp đồng kiên quyết thay đổi nhà thầu, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân đơn vị vi phạm cam kết. Gần một tháng sau bão số 3, những cánh đồng sản xuất từng ngập nước trắng xóa nay đã dần hồi sinh. Trên các cánh đồng tại thị xã Quảng Yên, người dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, chăm sóc các diện tích rau màu. Nhiều loại cây trồng ngắn ngày sẽ cho thu hoạch trong khoảng một tuần tới. Cộng Hòa là vùng sản xuất rau màu chuyên canh lớn nhất của thị xã Quảng Yên với 190 hectare. Do ảnh hưởng của bão số 3, hầu hết các diện tích này đều bị mất trắng. Song đến nay các khu vực đã được khôi phục sản xuất. Ngay sau bão, nông dân tập trung làm đất, xuống giống. Phần lớn ưu tiên những loại cây ngắn ngày để có thể thu hoạch sớm, quay vòng đất nhanh. Sau bão thì ai cũng thiệt hại thôi. Thì gia đình thôi thì còn một chút gọi là phục hồi là được một ruộng này được mấy chục bó rau để gọi là lấy lại cái giống thôi. Bây giờ thì gọi là toàn dân là tập trung khôi phục lại để trồng trọt rồi để cho nó tốt đẹp thôi. Chúng tôi làm lại hoàn toàn. Bây giờ chúng tôi dòng rau ngắn ngày như rau cải ngồng, cải cá, cải chuối, rồi thì mùng tươi, rồi lại dòng cả đỗ cô ve. Cái thì một tháng rưỡi, cái thì một tháng thì là chúng tôi được thu hoạch lại.
tổng diện tích cây trồng của thị xã Quảng Yên bị thiệt hại do bão số 3 là gần 422 hectare của 1.769 hộ dân ở 19 xã phường. Trong đó, diện tích rau màu bị thiệt hại nặng tập trung ở các phường Cộng Hòa và Tiền An. Đến nay, với sự sát sao của chính quyền địa phương và nỗ lực của nhân dân, toàn thị xã đã có 70-80% diện tích canh tác thiệt hại được khôi phục. Màu xanh đã được phủ rộng trên khắp các cánh đồng. Trung tâm cũng đã ra cái thông báo hướng dẫn nhân dân khắc phục sản xuất, đặc biệt là đối với cây trồng thì các vùng chuyên rau, chúng tôi cũng đã khuyên cáo nhân dân là làm đất sớm và xuống các giống rau ngắn ngày để kịp cái điều kiện thời vụ phục vụ cho thị trường. Thế còn đối với cái diện tích lúa thì Quảng Yên chúng tôi ảnh hưởng không nhiều và trung tâm cũng đã có cái kế hoạch để hỗ trợ cái giống lúa cái vụ đông xuân tới cho nhân dân. Cùng với tập trung gieo trồng, chăm sóc rau màu, công tác thủy lợi cũng được thị xã Quảng Yên quan tâm, điều tiết phù hợp. Các xã phường đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Yên Lập chủ động khơi thông dòng chảy, đảm bảo cung cấp nước tưới cũng như tiêu thoát kịp thời, đảm bảo năng suất thời vụ. Trong hành trình phát triển suốt 30 năm qua để đáp ứng nhu cầu cung cấp than cho thị trường, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã và đang đầu tư đồng bộ hạ tầng, dây chuyền sàng tuyển chế biến và tiêu thụ than. Chủ trương này không chỉ đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ trong nước ngày càng tăng cao trong giai đoạn hiện nay, mà còn giúp tập đoàn ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững. Công ty tuyển than Cửa Ông là đơn vị sàng tuyển, tiêu thụ than lớn tại vùng Cẩm Phả của TKV. Trung bình mỗi năm, đơn vị sàng tuyển tiêu thụ từ 11 đến 12 triệu tấn than các loại. Hiện nay, công ty đang làm chủ nhiều công nghệ sàng tuyển, chế biến than hiện đại của Úc, Ba Lan, Nhật Bản. Những công nghệ mới này được đầu tư nâng cấp đưa vào hoạt động trong thời gian qua, giúp tuyển than Cửa Ông hiện đại hóa công tác pha trộn, sàng tuyển, đáp ứng chủng loại than cho thị trường. Tính từ khi thành lập, năm 1960 đến hết năm 2023, công ty đã sàng tuyển tiêu thụ trên 300 triệu tấn than cho tập đoàn. Dự kiến năm 2024, tuyển than Cửa Ông sẽ tiêu thụ trên 13 triệu tấn than các loại. Công ty tuyển than Cửa Ông thì có 4 nhà máy sàng tuyển, đặc biệt là với nền tảng công nghệ cơ sở tầng hiện nay thì hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả các chủng loại chân hàng mà khách hàng khó tính nhất trên thế giới cũng yêu cầu. Trong giai đoạn này thì chủ yếu là tuyển than Cửa Ông cũng như Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam là chuẩn bị đầy đủ các nguồn than chủ yếu phục vụ cho các hộ điện trong nước để đáp ứng cho tất cả các nhà máy điện để mục tiêu là đảm bảo an ninh điện quốc gia. Còn về điều kiện nền tảng cơ sở tầng khác thì với đội ngũ kỹ sư, cán bộ công nhân viên công ty thủy sản Cửa Ông hiện nay thì đã làm chủ được hoàn toàn về mặt công nghệ, đáp ứng được toàn bộ về những cái sản phẩm mà thị trường đang cần. Thủy sản 2 thì có nhiệm vụ là sàng tuyển chế biến các cái loại than theo yêu cầu của khách hàng và phân xưởng được thành lập từ năm 1980. Trong quá trình hình thành và phát triển đã được đầu tư rất là nhiều trang thiết bị và đặc biệt trong cái thời gian gần đây thì đã được sự quan tâm của tập đoàn, của các đồng chí lãnh đạo công ty và đầu tư ba hóa, tự động hóa, cơ giới hóa và tin học hóa. Xuyên suốt hành trình 30 năm qua, TKV luôn đảm nhiệm sứ mệnh đặc biệt là một trong ba trụ cột an ninh năng lượng của quốc gia. Vì vậy, thời gian qua, các đơn vị sàng tuyển tiêu thụ than của TKV đã tập trung đầu tư đổi mới các dây chuyền sàng tuyển, băng tải hóa theo hướng ngày càng đồng bộ. Trong những năm qua, thì công ty đã tập trung cải tạo nâng cấp một số cụm cảng để nâng cao cái năng suất bốc rót tiêu thụ than cho các khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư thêm hệ thống kiểm tra chất lượng than để đảm bảo cái cam kết chất lượng than giao cho khách hàng theo đúng cái hợp đồng của tập đoàn đã ký với các khách hàng. Công ty tiếp tục đầu tư các cơ sở hạ tầng, cải tạo nâng cấp cụm cảng khu vực hóa chất Khe Dây, cũng như đầu tư thêm cái hệ thống logistics như là cầu lổi và các đoàn xà lan để phục vụ nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của các khách hàng. Từ năm 1994 đến hết năm 2023, TKV đã khai thác được hơn 850 triệu tấn, tiêu thụ gần 900 triệu tấn than. Giai đoạn tới, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tiếp tục đầu tư hiện đại hóa các dây chuyền sàng tuyển, chế biến đến tiêu thụ than nhằm đáp ứng các chủng loại than trên thị trường, đặc biệt là than cung cấp cho các hộ điện, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, cũng như hệ số thu hồi, giảm thiểu tổn thất tài nguyên than.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành công tác an toàn vệ sinh lao động cho công nhân trực tiếp dưới hầm lò, công ty Than Quang Hanh tổ chức tuyên truyền, huấn luyện tăng cường an toàn vệ sinh lao động 3K cho hơn 1.800 công nhân thợ lò. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được công ty tổ chức thường xuyên, định kỳ hàng quý bằng nhiều hình thức khác nhau. Đội ngũ trực tiếp huấn luyện, tuyên truyền là giám đốc, các phó giám đốc và quản đốc các phân xưởng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, công ty đã tổ chức huấn luyện tăng cường cho công nhân về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhận diện những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất. Với phương châm 4 tại chỗ, các mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư sau khi thành lập đã phát huy tích cực vai trò của quần chúng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, ghi nhận tại thành phố Uông Bí. Khu phố này dài hơn 100 mét, có hơn 400 hộ dân. Thế nhưng, ngõ vào chỉ đủ một chiếc xe máy di chuyển. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, khu phố đã lắp đặt 5 điểm chữa cháy công cộng, đã phát huy hiệu quả qua 3 vụ cháy nhà dân. Công an thành phố Uông Bí cũng thường xuyên cử cán bộ đến tận nơi để hướng dẫn cho người dân cách sử dụng bình chữa cháy và các công cụ dụng cụ được trang bị. Cái đường của tôi nhiều ngõ là hai ngõ vào đều là vào trong cái xóm này cả, nhưng mà đều tiếp xúc với đường quốc lộ. Nhưng mà cái đặc thù nó là cái đường là rất là nhỏ, có chỗ thì được mét rưỡi, có chỗ thì chỉ được hơn mét. Vì thế là khi xảy ra mà hỏa hoạn là cái lực lượng phòng cháy chữa cháy bằng cơ giới là không thể vào được, nên là chúng tôi vận động nhân dân là nắp mỗi ngõ đều nắp cái điểm phòng cháy chữa cháy công cộng này với cái trang thiết bị đầy đủ. Để phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy thực sự phát triển, có tính lan tỏa rộng khắp, thành phố Uông Bí cũng tích cực xây dựng các mô hình, trong đó đã vận động các hộ dân liền kề trong ngõ xóm thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là ở những nơi xe chữa cháy không vào được. Đây vốn là mô hình thường được xây dựng tại các khu phố mặt đường có nhiều cửa hàng kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát động các tổ dân ở trong khu. Bởi vì những cái nhà mà liền kề như thế này là một cái thuận lợi, rất thuận lợi. Thì từ nhà nọ kéo sang nhà kia thì nó đấy. Chứ còn những cái chỗ ở xa, thành hộ ở cách xa thì nó khó khăn. Thế thì vẫn chính vì thế chúng tôi cũng thấy là đây là một cái mô hình hay mà chúng tôi cũng tuyên truyền trong nhân dân là Quảng Ninh chúng ta cũng rất nhiều tổ an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cho đến nay, thành phố Uông Bí đã xây dựng 265 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tỷ lệ các hộ dân trang bị bình chữa cháy tại gia cũng ở mức cao. Toàn thành phố có 121 cơ sở kinh doanh nhà trọ cho học sinh, sinh viên cũng đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình mà triển khai thì chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ rất là cụ thể đến các đồng chí bí thư tại các thôn khu triển khai xuống để tăng cường cái công tác vận động người dân phải có ý thức và phải có những cái phương án phòng cháy chữa cháy và thực hiện nghiêm những cái quy định về phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn. Thực tế từ nhiều vụ cháy cho thấy các mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư đã phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân trong việc ứng phó với các sự cố theo phương châm 4 tại chỗ. Đó là kết quả của tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, từ thành phố đến các xã, phường, khu dân cư, cùng với sự hưởng ứng tích cực của người dân, từ đó xây dựng những khu dân cư an toàn, hạnh phúc. Chương trình thời sự tối nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.